Sau gần một tháng mở cửa trở lại, tình hình COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được kiểm soát. Số ca mắc mới liên tục giảm sâu, số ca trở nặng và tử vong cũng đang giảm mạnh. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hàng quán đang dần hoạt động lại. Hơn 1 triệu lao động đã quay lại làm việc. Những tín hiệu đáng mừng đang tạo sức sống mới cho Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là quá trình phục hồi, phát triển kinh tế sau khi trải qua cơn bạo bệnh. Một tháng sau khi trở lại trạng thái chuẩn bị cho bình thường mới, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được kiểm soát. Đáng chú ý là số ca mắc mới liên tục giảm sâu. Nếu cuối tháng 9 2021, số ca mắc mới mỗi ngày vẫn ở mức gần 3.000 trường hợp, thì từ đầu tháng 10 2021 đến nay đã giảm xuống dưới 2.000 trường hợp và hiện chỉ còn dưới 1.000 trường hợp một ngày. Ngoạn mục hơn cả là số lượng ca tử vong do COVID-19 cũng đi xuống theo phương thẳng đứng. Ở thời điểm cuối tháng 9, mỗi ngày thành phố có trên 100 ca tử vong, thì đến nay con số tử vong đã ở mức dưới 2 con số. Đặc biệt, ngày 26 tháng 10 vừa qua chỉ ghi nhận 27 trường hợp tử vong, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay. Có thể nói, những con số giảm ấn tượng đã chứng minh cho thấy sự hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch của thành phố, trong đó có nỗ lực tăng độ bao phủ vaccine một cách thần tốc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá, đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19. Các chốt kiểm soát đã được tháo gỡ, lưu thông thuận lợi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động phối hợp với các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân quay trở lại thành phố làm việc. Tình hình kinh tế dần được cải thiện, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở cửa trở lại có xu hướng tăng nhanh. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 12,8 triệu mũi vaccine, trong đó có gần 7,2 triệu mũi 1, đạt tỷ lệ gần 99,3%, và gần 5,7 triệu mũi 2, đạt tỷ lệ hơn 78,4%. Một trong những cái chiến lược ưu tiên trong thời gian sắp tới mà chúng tôi kiến nghị với thành phố và chính phủ, kể cả Quốc hội, chúng tôi thấy là nếu mà chỉ tập trung cho trạm y tế, cả về Định Biên, cả về phương tiện, cơ sở hạ tầng thì chưa đủ, mà các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo tiếp tục phải phát huy, phải xem trạm y tế là một mắt xích trong rất nhiều mắt xích để cung ứng chăm sóc sức khỏe người dân trong cái đợt dịch bùng phát. Hầu hết các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi cùng với 120 trên 134 chợ truyền thống trên toàn thành phố hoạt động trở lại. Và điều đáng mừng là không ghi nhận ổ nhiễm mới nào phát sinh từ khu vực này. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, dịch vụ, tập trung trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Cụ thể, hơn 1 triệu người lao động đã quay trở lại thành phố làm việc với tỷ lệ doanh nghiệp mở lại trên 93% và số lượng công nhân quay trở lại các doanh nghiệp trên 70% tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Thành quả này chính là dựa trên kết quả kiểm soát dịch bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng từng bước chuyển dần sang bình thường mới đầu tiên. Sẽ tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ cụ thể những khó khăn vướng mắc của người dân doanh nghiệp, thì như vậy chúng ta sẽ mở được một nút thắt và chúng ta sẽ giải phóng được năng lượng trong dân, trong doanh nghiệp để tham gia phục hồi và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh mở ra, người lao động trở lại thành phố làm việc nhiều hơn, có nhiều khả năng dẫn đến số ca mắc COVID-19 sẽ gia tăng. Song các chuyên gia đề nghị thành phố chấp nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng, miễn là tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Một giải pháp quan trọng là thay vì phong tỏa diện rộng hoặc đóng cửa các hoạt động sản xuất như trước đây, thì nên ứng phó một cách linh hoạt, tạo thuận lợi nhất cho phục hồi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Vì thế, thành phố cần mạnh dạn xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế nhằm tranh thủ thời cơ. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải lập ra các tổ phản ứng nhanh kết hợp với trạm y tế lưu động để khi có F0 sẽ lập tức đến xử lý ngay trong vòng 30 phút. Đồng thời, mô hình 3 tại chỗ cần được chuyển sang 3 xanh, nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh, thậm chí là 4 xanh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Với mục tiêu an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, Thành phố Hồ Chí Minh đi từng bước vững chắc để khôi phục các hoạt động. Ví dụ như việc xây dựng tiêu chí an toàn để mở cửa lại trường học sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia, sau 2 đến 3 tháng khi miễn dịch có thể suy giảm, Thành phố Hồ Chí Minh cần sẵn sàng ứng phó với khả năng gia tăng ca nhiễm, ca bệnh nặng. Vì vậy,
tuân thủ 5K, chuẩn bị năng lực điều trị của ngành y tế, tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19 vẫn là những yêu cầu mang tính trọng yếu để tạo đà tăng tốc phát triển.